Sáng nay 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền, các tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới mưa lớn từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10, ở khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam còn có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to. Tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Trên đất liền, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh